Các bạn thân mến như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ chữa cái đề thi thử cùng với các bạn. Và chúng mình có một cái đề thi thử số 01 ở đây. Hiện tại thì chị đã để ở đây đề ở đây rồi. Và nếu như mà các bạn đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Chúng mình sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Cái đề này là cái đề mà ngày hôm qua chúng ta đã cùng thi với nhau đúng không ạ? Và chị đã nhận được uh, hơn 200 bài dự thi đến từ các bạn ở mọi tỉnh thành trên cả nước và sớm thôi chắc là trong ngày mai thì chúng ta sẽ có điểm thi thử Uh, chắc là bởi vì nghỉ dịch thế nên là lâu lắm rồi các bạn không có viết lách like gì cả và chính bởi vì đã quá lâu rồi các bạn không viết lách like gì cả Thế nên là những cái bài viết mà chị nhận được phải nói thực sự là nó rất là khủng khiếp Nếu như mà những bạn nào mà đã thi ngày hôm qua uh, mà còn chưa biết là mình được tầm bao nhiêu điểm và còn băn khoăn về cái cách làm dạng đề này thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé Ok hôm nào. Chị sẽ chữa cái đề thi số 01 này bởi vì là chị cũng không có nhiều thời gian nên là chúng mình sẽ cùng nhau chữa luôn nhá. Các bạn vào sau thì sẽ đành phải sau vậy, chứ còn bây giờ thì chị sẽ chữa luôn cái đề này cùng với các em nhá. Rồi. À, các bạn ơi. Hôm qua các bạn có làm được bài không ạ? Hôm qua các em có làm được bài không? Hôm qua các bạn có làm được bài không? Có vẻ như là khá là đau đầu đây đúng không? chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé hôm nay chị không có nhiều thời gian bởi vì một lát nữa thì uh, chị có lớp thế nên là chị không có nhiều thời gian để phát trực tiếp cùng với các bạn được chị sẽ chữa nhanh cái đề này cho các bạn và trong cái quá trình mà chị chữa nếu như mà có vấn đề gì thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage nhé có một điều rất là thú vị đó là đối với những bạn mà tham gia thi thử ngày hôm qua uh, ngày mai thì sẽ có điểm sau khi mà các bạn sẽ nhận điểm xong ấy Thì các em sẽ có thể nhắn tin về cho fanpage để được tư vấn thêm Có nghĩa là chúng ta được trả thì là chỉ được trả điểm thôi nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn nhận điểm rồi thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage là chị ơi, vậy thì với cái bài của em như vậy, những cái lỗi sai cụ thể là gì? Bởi vì là um, học văn chị Hiên sẽ trả điểm và trả lời nhận xét cụ thể cho các bạn khi mà các bạn nhắn tin cho fanpage. Ok chưa nào? Đấy, thế nên là ngày hôm qua mà bạn nào đã thi rồi ấy Thì có thể nhắn tin ngày mai nhá Ngày mai sau khi mà đăng điểm xong Có số báo danh, số thứ tự của từng bạn xong Thì các em sẽ nhắn tin về cho fanpage Sau đó thì các em sẽ kèm theo cái số báo danh của mình Sau đó thì các em sẽ được trực tiếp các anh chị ở trong tổ chuyên môn sẽ tư vấn cho các bạn về việc là các em đang yếu ở phần nào và đối với cái việc là các bạn yếu ở phần đó ấy, thì các bạn có thể gọi là uh, chỉnh sửa nó như thế nào và cái biện pháp nào cho các bạn hợp lý là bây giờ đấy cũng là một trong những cái rất là lợi thế dành cho các bạn được không ạ đó cũng là một cái lợi thế dành cho các bạn đã tham gia thi thử ngày hôm qua cũng coi như là một cái phần quà tặng để dành cho các bạn bởi vì là các bạn đã rất là nỗ lực để có thể viết được những cái bài văn hay. Nhưng mà chị xin thông báo trước là cái phổ điểm của mình thực sự là không cao bởi vì có thể cái đề ngày hôm qua là cái đề nó cũng không phải là khó nhưng cũng không phải là dễ, ở mức vừa phải. Nhưng mà có một cái vấn đề đấy là các bạn đã lâu rồi các bạn không viết và bởi vì là lâu rồi các bạn không viết nên là các bạn gặp rất là nhiều vấn đề trong việc viết. Ok không? Thế nên là các em có thể nhớ cái thông tin chị dặn nhá. Nhớ cái thông tin chị dặn đó là tất cả những bạn ngày hôm qua tham gia dự thi Ngày mai sau khi đăng điểm ở lên trên Ngày mai đăng điểm ở phần ở lên trên rồi ấy Lên trên fanpage rồi Thì sau đó các em có thể nhắn tin cái số báo danh của các em Tức là ngày mai thì sẽ có cái số thứ tự điểm thì các em có thể nhắn tin cái số báo danh về cho tin nhắn của fanpage sau đó thì các em sẽ được trả một cái bảng nhận xét chi tiết về bài viết của các bạn và sau đấy thì các em có thể nói chuyện nhiều hơn với admin để chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái vấn đề và tìm ra cái giải pháp cho các cái vấn đề của các bạn ok chưa nhá nhớ lời chị dặn nhá và đừng hỏi lại nữa nhá ok chưa nào Thế nên là ngày hôm qua bạn nào mà thi thử thì cũng là một trong những cái điều rất là may mắn bởi vì là các em còn các em còn được định hướng luôn, quan trọng là các em còn định được định hướng luôn. Và chị mong là cái sự giúp đỡ của chị, cái sự định hướng của chị thì sẽ giúp cho các em học cái môn văn tốt hơn. Ok không nào? Nhá. Hãy nhớ điều đấy nhá. Ok chưa ạ? Và nhanh chóng share cái phần này về trang cá nhân của mình bởi vì đây là một cái đề chị đánh giá là khó thì không phải khó, nhưng mà dễ thì cũng không phải là dễ mà là vừa sức với các bạn ở giai đoạn này. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chữa luôn nhá. Rồi ok, chúng ta có cái số câu phần đầu tiên là phần đọc hiểu. Ok không ạ? Phần đầu tiên là phần đọc hiểu và đề bài của phần đọc hiểu vẫn là bao gồm 4 câu hỏi nhỏ thôi. Đọc văn bản dưới đây và trả lời, đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi, ok chưa ạ? Chúng ta có văn bản như sau. À, văn bản như thế này Cuối tháng 4 năm ngoái Trên chuyến xe dạo Putan Một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới Diễn viên Mai Phương đã cười khanh khách Tay nắm nhánh bổ công anh Thổi vào từng cánh hoa bay vào gió Lúc đó cô xuất viện gần 8 tháng Sau đợt điều trị ung thư phổi Bạn thân diễn viên Ốc Thanh Vân Cho biết dù đau nhức toàn thân Có lúc ngồi xe lăn, uống thuốc Mai Phương gắng leo núi Vẫn muốn đi nhiều nơi cảm nhận cuộc sống hình ảnh của mai phương thổi bồ công anh là một trong những hình ảnh là một trong những kỷ niệm ốc thanh vân giữ về bạn người qua đời ở tuổi 35 vào tối ngày 28 tháng 3 nghệ sĩ hồng vân đăng trên trang cá nhân bài thơ tiễn biệt một cánh hoa chưa thắm đã vội tàn đời không như là mộng vẫn mãi khao khát gắng gượng tìm lẽ sống nhưng nào thắng được màn đêm ta chợt buồn nỗi buồn chẳng có tên thương cánh hoa vừa rụng Nghệ sĩ Hồng Vân, Lê Anh Tuấn, Trịnh Kim Chi, Nguyễn Văn Trung, bạn thân của cô Trương Bảo Như cùng nhiều đồng nghiệp cùng nhiều đồng nghiệp chung nhận xét. Đời Mai Phương Gian Chuân, tình duyên lận đận, 7 năm vất vả làm mẹ đơn thân, nhưng điều mọi người ghi nhớ nhất về cô không phải là nước mắt, sự buồn bã, mà là nụ cười, vẻ đẹp dịu dàng và nghị lực. Trương Bảo Nhi Sự tự trọng và nghị lực của diễn viên khiến mọi người nề phục, Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết Mai Phương vốn không muốn chia sẻ về bệnh tật vì sợ bị hiểu nhầm. Mỗi lần vào viện thăm, chị chứng kiến cô đau bút toàn thân, tinh thần mệt mỏi, xuống dốc nhưng không than thở. Từ đó, chị tìm cách kêu gọi đồng nghiệp, người quen ủng hộ Mai Phương. Cô ấy biết chuyện gì sẽ đến và sẵn sàng đón nhận. Hồng Vân nói, giữa tháng 1, tình hình sức khỏe của Mai Phương có chuyển biến xấu. Khi bạn bè vào viện tổ chức sinh nhật cho mình, Mai Phương cười, Mai Phương cười tươi khi thổi nến và cầu nguyện. Những tháng cuối đời, Mai Phương vẫn làm việc kiếm tiền nuôi con. Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết vào tháng 3 năm 2019, cô cùng anh về Long An diễn, đáp lại sự nhiệt tình của khán giả. Cô hát hai bài, em đi trên cỏ non, con bướm sinh và xin phép chỉ đứng một chỗ chứ không đủ sức nhún nhảy. Từ cánh gà, đạo diễn ứa nước mắt nhìn vào đàn em. Vào hậu trường, Mai Phương ngồi thở, em mệt lắm, nhưng khán giả máu quá, em không thể từ chối. Bị ca sĩ Hạ Châu, con gái nhạc sĩ Bắc Sơn la rầy, Mai Phương đáp, không sao đâu má năm, ngồi một ngồi nghỉ một lát sẽ hết mệt. Các đồng nghiệp nhớ mãi cảnh nắm tay lưu luyến khi cô tạm biệt mọi người để ra về và dặn, có có sâu nhớ gọi em. Ok chưa nào? Các bạn ơi, đây là cái đề và bây giờ thì sẽ là đáp án. Ok chưa ạ? Câu đầu tiên chúng ta có đây là cái nguồn văn bản mà chị lấy từ trên báo điện tử VN Express được không nào nhá à, phong cách ngôn ngữ chính của văn bản trên là gì hãy nhớ này đã là chính thì chỉ có một được không ạ à? còn nếu như người ta hỏi là trong cái văn bản trên sử dụng những phong cách ngôn ngữ nào thì chúng ta sẽ trả lời là trên hai từ hai trở lên còn nếu như đã là phong cách ngôn ngữ chính thì sẽ chỉ là một thôi chúng ta có ở đây là báo chí ok chưa ạ phong cách ngôn ngữ báo chí, ok chưa? rồi câu số 2 theo văn bản trên những người những người nghệ sĩ nhận xét chung về cố diễn viên Mai Phương như thế nào? thì đây cái phần này là chúng ta sẽ lấy cái phần ngữ liệu trong văn bản này, được không? thì các bạn sẽ lấy luôn cái phần này, đó chính là cái phần này nhé các bạn nhé, đây ạ, à. được không nào? cái phần in nghiêng này này, ok chưa? Nhá. cái phần in nghiêng này này được chưa? đời mai phương gian xuân tình duyên lận đận 7 năm vất vả là mẹ đơn thân nhưng điều mọi người ghi nhớ nhất về cô không phải nước mắt sự buồn bã mà là nụ cười vẻ đẹp dịu dàng và nghị lực. ok chưa nào? bạn nào trả lời đúng câu một này báo chí được 0,5 điểm. bạn nào trả lời đúng cái ngữ liệu ở trong văn bản này được 0,5 điểm nữa. ok chưa ạ? vậy là nếu như mà hoàn thành được hai cái câu đấy là các bạn chắc chắn có một điểm ở trong tay rồi. ok chưa nào? tiếp tục này. Câu số 3. Đây là một cái câu mà các bạn thường rất là bị đánh dễ bị đánh lừa. Tại sao chị lại bảo các bạn là dễ bị đánh lừa như vậy? Theo văn bản trên, tính cách nào của diễn viên Mai Phương khiến mọi người nể phục? Thì thường ấy, khoảng 99% các bạn trả lời giúp cho chị đó chính là cái này. Sự tự trọng và nghị lực của diễn viên khiến mọi người nể phục, đúng không? Đa số là các bạn đều đều trả lời là cái này nhưng mà các bạn lại quên mất một việc là các bạn không đọc cái phần cuối này được không ạ đó còn là cái sự yêu nghề được không ạ đó còn là cái sự yêu nghề và gì nữa à tình yêu dành cho cô con gái của mình nữa đúng không cố gắng làm việc phải không ạ hy sinh tất cả vì con của mình cố gắng làm việc để có thể dành tiền để nuôi con được không nào thế nên là đa số là các bạn chỉ đọc đến đây thôi đến đây là các bạn dừng lại rồi và hãy nhớ giúp chị là đây là một cái câu hỏi mà các bạn rất là dễ bị thiếu ý và mất điểm cực kỳ là đáng tiếc ở câu này bởi vì câu này nếu như trả lời đúng thì chúng ta sẽ có một điểm được không ạ nếu như mà trả lời đúng thì các bạn sẽ có một điểm nhưng mà đa số là các bạn chỉ trả lời được cái ý này thôi còn các bạn đa số là sẽ không đọc tiếp cái phần này và chính bởi vì là là không đọc được tiếp cái phần này ấy Thế nên là có một điều rất là đau đầu là các bạn thường sẽ bị mất 0,5 điểm Được không ạ? Thường là các bạn sẽ bị mất 0,5 điểm Nhiều bạn, rất là nhiều bạn chứ không phải là chỉ một hai bạn đâu Có lẽ là đến khoảng 90% là bị mất điểm ở câu này Thế nên chị muốn bộ dành một cái lời khuyên cho các bạn Khi mà các em làm những cái câu về đọc hiểu ấy Đặc biệt là những cái câu hỏi về cái ngữ liệu ở trong văn bản này Thì các bạn nên đọc toàn bộ chứ không phải là chỉ dừng lại ở việc là đọc đến cái chỗ mình cần rồi thì mình sẽ điền vào đấy. Ok chưa? Nhá. Rất là yêu nghề, được không nào? Và dành tất cả mọi thứ cho con của mình. Đúng không ạ? Nhá. Ok chưa nào? Được không nào? Hiểu chị không ạ? Nhá. Ở đây không phải vấn đề là gì. À đây, các em nhìn này. Thứ nhất là cái ý này, thứ hai là cái này. được không ạ à? bảy năm là mẹ đơn thân vất vả vậy thì các em phải dựa hết vào những cái đấy để các em viết ok chưa chứ không phải là vì là ở phần này không nhắc tới tình yêu thương con thì là mình sẽ không viết mà ở đây các em nhìn này ở đây cũng có ngữ liệu mà ok chưa nào được không ạ à? đó cũng là một trong những cái mà mọi người rất là nể phục về mai phương ok chưa nhá rất là cố gắng và nỗ lực Thế nên là thường là các bạn trong cái câu này các bạn chỉ được có 0,5 điểm thôi. Được không ạ? Thường là các bạn chỉ được có 0,5 điểm thôi. Ok chưa? Rồi, đấy là câu số 3 nhá. Nếu như các bạn làm đúng câu này các bạn sẽ được một điểm. Rồi, tiếp tục này. Câu số 4. Anh chị hiểu thế nào về bài thơ tiễn biệt của nghệ sĩ Hồng Vân với cố diễn viên Mai Phương? Một cánh hoa chưa thắm đã vội tàn Đời không như là mộng, vẫn mãi khát khao gắng gượng tìm lẽ sống, nhưng nào thắng được màn đêm, ta chợt buồn nỗi buồn chẳng có tên, thương cánh hoa vừa rụng. Trình bày từ 5 đến 7 dòng. Các bạn đã viết cái gì ở phần này thế ạ? Các em đã viết gì ở phần này thế? Nói cho chị biết nào, các em đã viết gì ở phần này thế? Chị rất là muốn biết không biết là các bạn của chị đã viết gì ở phần này. các em đã viết gì ở phần này các em đã viết gì ở phần này thế ạ chị cũng đã đọc được một số bài rất là hay trong quá trình chấm nhưng mà phổ điểm thì nói chung là không cao ok không nói chung là cái phổ điểm thì không cao nào các bạn ơi các bạn đã viết cái gì ở đây ạ à? rồi dù là các bạn viết gì thì cũng sẽ có một số vấn đề sau mà chị cần nhắc nhở các bạn rất là nhiều bạn trình bày như thế này rất là nhiều bạn đã trình bày theo kiểu là bài làm xong viết hẳn một đoạn văn kiểu dài như là một cái bài nghị luận xã hội à Thế nên là cái vấn đề nằm ở chỗ là không phải bài không cần bài làm, chị đã nói rồi. Ở trong câu đọc hiểu là cái câu mà chúng ta chỉ cần đúng và đủ thôi. Chứ không cần thiết là các bạn phải dài dòng. Rất là nhiều bạn dài dòng. Được không ạ? À? Rất là nhiều bạn dài dòng. Và dù các bạn viết như thế nào thì chỉ cần đảm bảo cho chị những ý như sau. Chúng ta sẽ ghi cái cách trình bày sẽ luôn là câu 4 luôn. Hai chấm. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ viết luôn là gì ạ? À, bài tiễn biệt. Bài thơ tiễn biệt của nghệ sĩ Hồng Vân dạy dài gửi tới cô diễn viên Mai Phương mang ý nghĩa sau đó hai chấm là viết thôi. Ok chưa? Nhá. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là dù là viết như thế nào thì các em cũng sẽ đảm bảo cho chị những cái ý như sau. Được không ạ? Đây, ý thứ nhất là Đây là những vần thơ vô cùng xúc động thể hiện niềm xót tiếc, đúng không ạ? Tiếc thương đấy. Thể hiện niềm xót tiếc của nghệ sĩ Hồng Vân trước sự ra đi của diễn viên Mai Phương thứ hai đó là cái sự trân trọng tài năng và tâm hồn đẹp của nữ diễn viên này được không ạ à? thứ ba đó là gì ạ à? à cuộc đời của nữ diễn viên tài năng xinh đẹp này ngắn ngủi nhưng mà đã nhưng mà cô đã chiến đấu với một trái tim đầy dũng cảm cho tới giây phút cuối cùng và cuối cùng là gì ạ nói về cái số phận mỏng manh của con người và ở đó chúng ta cũng nhìn thấy gì ạ đó là một cái thông điệp hãy trân trọng cuộc sống của chính mình và hãy luôn sống với một trái tim nghị lực can đảm khi đương đầu với mọi khó khăn cái ý thứ ấy, cái ý thứ tư ấy các em có thể trả lời hay không trả lời được thì chị sẽ không tính điểm nhưng mà chắc chắn ba cái ý trên là chị sẽ tính điểm được không ạ thứ nhất là niềm xót tiếc đúng không thứ hai là nói về cái cuộc đời ngắn ngủi của nữ diễn viên tài năng xinh đẹp mai phương và thứ ba đó là cái sự trân trọng của nghệ sĩ hồng vân dành cho đàn em của mình một người uh, diễn viên rất là tài năng và có một cái tâm hồn một trái tim rất là dũng cảm được không nào nhá thì ba cái ý đấy là các bạn phải đảm bảo giúp cho chị và nếu đủ ba cái ý đấy các bạn sẽ được một điểm vậy là nếu như mà các bạn đúng hết cái phần đọc hiểu này ấy là các bạn đã có tổng là 3 điểm rồi ok chưa Tổng các bạn sẽ có là 3 điểm Không biết là ở đây thì đã có bạn nào mà đạt được full cái số điểm này của mình chưa Không biết là đã có bạn nào đạt được full cái số điểm của mình chưa Chị nghĩ là chắc là có rồi đúng không Tại vì là chị thấy là các em nhiều bạn cũng rất là tự tin về bài viết của mình Tự tin đến nỗi mà chị cảm thấy nhiều bài khiến cho chị cảm thấy rất là ức chế Bởi vì tại sao các em có thể trình bày nó một cách Tức là chị không thể nào mà tưởng tượng được cái cách trình bày của các bạn luôn ấy Các em trình bày theo cái kiểu là mình viết hẳn hai màu mực luôn đang trang trước mực đen thì trang sau mực xanh rất là ẩu đoảng, rất là cầu thả và đã có những cái bài mà chị định là chị sẽ không chấm nữa bởi cái sự cầu thả của các bạn nhưng mà thôi dù sao thì um, các bạn cũng đã mất công để viết để thi rồi thì chị cũng đã chấm cho các bạn hết rồi đấy thế nên là chị muốn là là các bạn từ lần sau nếu như có tham gia thi thử thì chị mong là các bạn sẽ cẩn thận cẩn trọng được không nào các bạn sẽ cẩn trọng Có rất là nhiều bạn khi mà so thì thấy mình được điểm cực kỳ là cao Nhưng mà nhiều khi lại thấy là điểm của mình khi mà trả về thì tại sao lại tranh như vậy Thì ở đây chị xin kể ra một số những cái thứ mà khiến cho các bạn mất điểm Thứ nhất, trình bày dài dòng Đặc biệt là trong câu 4 Được không? Trình bày dài dòng đặc biệt là trong câu 4 được không ạ? À? Cái thứ hai rất là nhiều người sai về phong cách ngôn ngữ. Rất là nhiều người sai về câu 3 bởi vì không đọc hết ngữ liệu. Đấy. Thế nên là các bạn, các bạn ơi các em phải cẩn trọng cho chị những cái vấn đề này. Được không ạ? À? Các bạn phải phải cẩn trọng cho chị. Được không nào? À, phải cẩn trọng cho chị về cái vấn đề này. Rất là nhiều bạn mất điểm nhá. Thế nên là đừng 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 có hỏi tại sao là tại cái tại sao mà cái số điểm của mình nó lại thấp như vậy. Ok chưa? Tại sao số phận, tại sao mà gì ạ? À? Tại sao cái số điểm của mình lại thấp như vậy. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu số phần 2 La Mã phần làm văn. Ok chưa nào? Trong cái phần làm văn này ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái câu 1 trước Đó là câu nghị luận xã hội Các em thấy đề này có khó không? Mà tại sao chị lại thấy các bạn làm kiểu vớ vẩn thế nhở? Chị cảm thấy kiểu các em làm rất là vớ vẩn luôn ấy Câu 1 này Từ nội dung phần đọc hiểu Anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ trình bày về trích dẫn Khi trời đủ tối Bạn có thể nhìn thấy những vì sao Được không ạ? Chị thấy là đây là cái câu mà các bạn mất điểm nhiều nhất Và đa số khi mà chấm ấy Thì chị chỉ có thể cho một trên hai điểm thôi Đa số là như vậy Và các bạn mất điểm cực kỳ nhiều ở câu này Không biết là tại sao các bạn lại bị dối như vậy Bởi vì là nghị luận xã hội Các bạn không làm được một cái gì luôn ấy Tức là các bạn viết rất là vớ vẩn Mặc dù nhiều bạn viết dài ơi là dài luôn Dài lắm, viết dài miên man luôn Kiểu tràng giang đại hải luôn Nhưng mà soi xét lại thì soi vào cái đáp án thì Chả biết là phải cho điểm như nào nữa Thế nên là chị không biết là các bạn đang học nghị luận xã hội kiểu gì Các em có đang học không hay là các bạn chỉ thi cho vui vậy thôi để xem mình được bao nhiêu điểm thôi Thế nên là chị muốn là các bạn phải thực thực sự là 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 phải làm cái câu này nghiêm túc giúp cho chị Bây giờ chị sẽ cùng chữa cái câu này giúp cho các bạn nhé Trước tiên này Rồi Trước tiên này Chúng ta sẽ có phần mở đoạn Thì cái phần này các bạn có thể dùng một cái câu rất là ngắn gọn thôi Ví dụ như là gì ạ À Ừ, chúng ta có thể lấy một cái câu rất là đơn giản đó là gì à, trong quá trình trưởng thành thì chúng ta cần hơn à, gì ạ chúng ta cần nhiều mỗi người chúng ta đều cần nhiều hơn một bài học để có thể trưởng thành và một trong số những bài học quý giá tôi đã học được từ trích dẫn nói luôn khi trời đủ tối bạn có thể nhìn thấy những vì sao ví dụ là như vậy chứ không cần phải vòng vo nhiều bạn trời ơi riêng cái mở bài đã 5-7 dòng rồi thì còn đâu dung lượng để mà viết phần phần dưới nữa chị đã luôn luôn nói với các em khi mà các bạn làm nghị luận xã hội rồi là cái phần này cái phần mở đầu chúng ta làm càng tối giản càng tốt làm như thế nào để chúng ta có thể gọi là nói chung là càng tối giản càng tốt nhưng mà các bạn không nghe chị các bạn vẫn viết rất dài dòng và các bạn vẫn viết khiến cho người khác đọc cảm thấy rất là khó chịu dung lượng chỉ có ngắn như vậy thôi nhưng mà vẫn cố tình viết chàng giang đại hải ra riêng cái mở bài đã mất năm bảy dòng thì còn còn đâu thời gian còn đâu cái cái dung lượng để mà viết những phần sau nữa chị thật sự không hiểu luôn đấy không biết là các em viết cái gì nữa rồi chứ bây giờ sang đến cái phần thân đoạn các em không biết bố cục làm đúng không nên là các em viết liên thiên cả nhiều bạn viết luôn dẫn chứng nhiều bạn lại phân tích cuộc đời mai phương nữ diễn viên cố diễn viên cố diễn viên mai phương người thì lại kể về những cái nói chung là chị không hiểu được là các em viết cái gì thật sự khi mà chấm bài xong chị 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 cảm thấy rất là stress luôn thật sự đấy là bởi vì tại sao các em lại có thể làm bài tệ như thế luôn đấy không có một cái tư duy gì cả viết rất là vớ vẩn lộn hết phần này đến phần khác rồi nào thì ở đây các bạn nhìn thấy cái phần thân đoạn này các em sẽ phải làm một cái bước đó là giải thích thì chị đã nói rồi giải thích là chúng ta phải phải giải thích cái trích dẫn đấy ra và giải thích thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì chúng ta sẽ dựa vào keyword đúng không thế ở đây ví dụ này trời đủ tối là gì ok không những vì sao là gì và suy ra cái thông điệp của câu này là gì? Đơn giản mà, sao câu này không hề khó mà sao các bạn lại cứ thấy khó nhỉ? Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, thứ nhất, trời đủ tối ở đây, đó có thể là dông bão là những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời mà ta phải đối mặt, đúng không? rồi. Thế những vì sao ở đây là gì? Những vì sao ở đây là khả năng tiềm tàng của bản thân, niềm tin và sức mạnh giúp cho ta vượt qua sóng gió và cũng có thể coi những cái vì sao đó là những cái cơ hội. Được không ạ? À? Nhá. Sau đó chúng ta sẽ suy ra một cái thông điệp ở đây là gì? Ta có thể nhìn thấy những cơ hội trong khó khăn, khi đối diện với nghịch cảnh là khoảnh khắc giúp chúng ta tỏa sáng nếu như chúng ta có đủ niềm tin và nghị lực. Ok không? Thế bây giờ phải rõ ràng, phải rõ nét cái thông điệp này ra chứ Thế các em cứ lòng vòng Chị chả hiểu được các em lòng vòng lắm, các em viết mà Chị đọc cả một cái bài xong, chị không biết là các em đang đưa đến cái thông điệp gì Nhiều bạn viết cứ kiểu như là là một cái bài văn cổ động tinh thần ấy rất là sáo rỗng không cả có dẫn chứng các kiểu luôn thì chị không hiểu được rồi sau đó khi mà phân tích khi mà giải thích xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bàn luận đúng không bàn luận ở đây thì chúng ta sẽ có thể đưa ra các cái ý là gì À, khi đối diện với nghịch cảnh, có rất nhiều con đường để ta lựa chọn, nhưng con đường cập gành mà vinh quang nhất chính là vượt lên nghịch cảnh. Để có thể nhìn thấy những vì sao giữa bầu trời tăm tối, mỗi người cần giữ cho mình một tâm thế lạc quan, niềm tin yêu vào cuộc sống và không ngừng nỗ lực cố gắng vươn lên, vươn lên để làm chủ hoàn cảnh. Khi vượt qua những khó khăn và thử thách, chúng ta sẽ tự nhận thấy những giá trị tốt đẹp của bản thân mình và hiểu được rằng mình đã có thể vượt qua được giới hạn an toàn để đi đến thành công. Được không? Ví dụ là như vậy nhá Vân Trang ơi, thật ra là chị đang hướng các bạn theo một cái thông điệp Còn tất nhiên là đối với những bạn mà có những cái thông điệp khác phù hợp với câu nói này Chị vẫn cho điểm bình thường, Vân Trang nhá Nên là em không em không cần phải thắc mắc quá nhiều về việc đấy Những bạn mà có những cái ví dụ như coi vì sao là tiềm tàng, là khả năng tiềm tàng Là chất, phẩm chất tiềm tàng Ơ chị cũng nói là như vậy mà Đó chính là những cái phẩm chất mà chúng ta nhìn thấy trong khó khăn ấy. đấy Đấy, thế nên là là uh, thế nên là nếu như mà em hiểu theo cái nghĩa nó hợp lý thì chị vẫn sẽ cho điểm bình thường yên tâm về điều đấy nhá rồi sau khi bình luận xong thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ chứng minh chứng minh ở đây thì chúng ta sẽ lấy dẫn chứng thì ví dụ một cái dẫn chứng rất là đơn giản đó chính là chúng ta có thể lấy về à diễn viên mai phương chẳng hạn đúng không Chúng ta có thể lấy về diễn viên Mai Phương Hoặc là chúng ta có thể lấy về rất là nhiều Những cái nhân vật khác Có thể lấy từ 1 đến 2 dẫn chứng Nhưng các bạn lại gặp một cái lỗi sai mà chị rất là thường gặp đó chính là các bạn chỉ nhắc tới dẫn chứng thôi mà không phân tích dẫn chứng đấy được không ạ ví dụ như về mai phương nhá hay là về một người khác ví dụ như là uh, nick vui trích chẳng hạn được không ạ hay là về uh, cô gái nhá, gọi là thủy tiên sinh viên của trường đại học ngoại thương chẳng hạn hay là rất là nhiều những cái những hay là rất là nhiều những người khác đối Jack Ma này uh, bill gates này đúng không ạ rất là nhiều người nổi tiếng họ thành công bởi vì họ đã vượt qua cái giới hạn an toàn của mình và khi mà họ phải đối mặt với những cái rông bão và thử thách thì họ coi đó là cái cơ hội và chính những cái cơ hội đó đã giúp cho họ có thể nắm bắt được và trở thành những người thành công. OK chưa nào nhá? thì các bạn có thể lấy và chứng minh hãy nhớ dẫn chứng rất quan trọng, được không ạ? À? hãy nhớ là dẫn chứng rất quan trọng và sau đó thì chúng ta sẽ kết bài, kết đoạn và liên hệ đưa ra thông điệp đưa ra thông điệp cuối cùng. Đây sẽ là cái dàn ý của chúng mình. Được không ạ? À? Đây sẽ là cái dàn ý của chúng mình và chị rất là muốn là các bạn có thể các em có thể làm theo cái dàn ý này để cho cái bài viết của mình không bị lộn xộn. Được không? Nhá. Quan trọng là bài viết nghị luận xã hội nó phải rõ ràng, nó phải rành mạch, nó phải có tư duy và nó không bị lộn xộn. Cái vấn đề ở đây là các bạn đang đặt những cái vấn đề, những cái cách mà các 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 bạn viết ấy nó cực kỳ là lộn xộn luôn nên là chị chị không hiểu là um, dẫn chứng lấy trong tác phẩm văn học chứ không phải thực tế có được không ạ? thật ra là như thế này, chị thì luôn nói với học sinh của chị là không lấy dẫn chứng trong tác phẩm văn học được không ạ? trừ khi là cái tác phẩm đấy nói về con người thật, còn chị sẽ không lấy dẫn chứng trong tác phẩm văn học, bởi vì đây là nghị luận xã hội, chúng ta đang nói về những con người, đang nói về những vấn đề thực tế, là cuộc sống thực tế, thế nên chị muốn là các bạn phải thực tế. Nhưng mà có rất là nhiều bạn gặp cái vấn đề là tại sao vẫn bị trừ điểm? Tại sao vẫn bị trừ điểm? Người ta bảo là viết khoảng 200 từ thôi, mình viết lên 600 từ. Dung lượng quá dài, trừ điểm. Được không ạ? Không biết cân bằng cái dung lượng giữa các phần, trừ điểm. Không có dẫn chứng, trừ điểm. Không đưa ra được thông điệp rõ ràng, trừ điểm. Không có kết đoạn, trừ điểm. Viết theo hình thức bài văn, trừ điểm. Được không ạ? nhá yeah. nên là chị xin các em đấy các em hãy nghiêm túc học lại về cái công nghị luận xã hội giúp cho chị đi vì chị cảm thấy các bạn thật sự luôn là trong cái câu này nó quá tệ đi thật sự là như vậy đấy quá tệ đi nên là chị muốn là cùng nắm cùng lắm là chỉ một mặt giấy thi thôi các em hoặc là chỉ phần 2, 2 phần ba cái mặt giấy thi thôi chứ không sang đâu nhá sang chỉ sang một hai dòng là cùng nhiều bạn viết hẳn thế này thì làm sao mà, mà không trừ điểm được không nào nhá yeah. Rồi, có lẽ là ngày hôm nay thì chị sẽ chỉ chữa đến đây cho các bạn được thôi, chắc là ngày mai hoặc là ngày kia thì chị sẽ chữa với các bạn về cái đề này sau. Đây cũng là một cái đề rất là hay về nghị luận văn học, bởi vì đây là một cái đề nó rất là nóng về nghị, rất là hay về nghị luận văn học. Thứ nhất, câu nghị luận xã hội và phần đọc hiểu là vấn đề cập nhật. Câu nghị luận văn học là một cái câu mà muốn khai thác được các bạn những cái hiểu biết về văn học, cái cảm nhận về văn học, cảm thụ về văn học. Đây là một cái đề khá là ok, chị rất là tâm huyết ở trong cái đề này dạng đề chứng minh nhận định và chị cảm thấy là trong cái quá trình chị chấm bài thì chưa bạn nào làm bài khiến cho chị thỏa mãn cả. Mà đa số các bạn đều đi làm bài phân tích chứ không phải là bài chứng minh nhận định. Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ xem xét lại cái phương pháp bởi vì thực tế là các bạn chưa có phương pháp để làm. Thực tế là các bạn chưa có phương pháp để làm. Nên là chị hy vọng là vào đầu tháng 4 này chị có một cái khóa học online cấp tốc dạy về phương pháp rất là nhiều thứ tất cả mọi thứ sẽ có trong đấy và nếu như mà ai đang yếu thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên để được tư vấn về các khóa học này còn thực sự luôn đọc bài của các bạn thì phổ điểm trung bình là từ năm sáu sáu rưỡi tầm là như vậy được không ạ hầu hết là các bạn đều không làm đúng cái câu 2 này cái câu mà đề bài của chúng mình là chứng đề bài của chúng mình là chứng minh nhận định nhưng mà các bạn toàn làm về phân tích thôi thật sự luôn đấy chị không biết là các bạn đang làm bài cái kiểu gì thiếu luận điểm bừa bãi viết luận điểm từ cái này lộn lên cái khác rồi thì chứng minh nhận định vớ vẩn viết giống như kiểu là là um, cho gọi là gì ạ uh, viết giống như kiểu là theo đúng theo cái kiểu là là gọi là chơi thôi ý. vui chơi giải trí thôi ý. chứ không có một cái gì mà nó thuộc về văn học cả thế nên là chị mong là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học đấy để chúng ta tiến bộ cùng với nhau nên là tất cả những cái băn khoăn của các bạn thì hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn Trị Hiên và sớm thôi Chị sẽ quay trở lại với các bạn để chữa cái đề này Chữa cái đề nghị luận văn học này, một cái đề rất là hay Nếu không ạ, Ngày hôm nay thì thôi thì bởi vì là chị đang rất là bức xúc Bởi vì các bạn làm bài khiến cho chị buồn quá Chị không nghĩ là chị nhận được hơn 200 bài viết mà Chỉ có một vài bài khiến cho chị cảm thấy an tâm một chút thôi Còn lại thì tất cả đều là những cái bài mà khiến cho bản thân của chị cảm thấy rất là dối bời thật sự luôn đấy rất là dối bời <laughs> nên chị mong là chị mong là các em sẽ sẽ thay đổi được không chị mong là các em sẽ thay đổi chăm chỉ học hành hơn để chị sẽ không phải kiểu như là phẫn nộ như vậy với các em nữa <laughs> Được không? Chị sẽ không phải phẫn nộ như vậy với các em nữa Nhá, chị mong là như vậy và sớm thôi Chúng mình sẽ quay trở lại với nhau Để chị chữa cho các bạn cái đề về nghị luận văn học Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tạm dừng Tại đây và hẹn gặp lại các bạn Ở trong phần livestream gần nhất các em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye